các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. 17. Mệt vì làm việc quá sức, mệt vì mất nước, khó thở vì hít nhiều khói xe, té bầm. 1 ly nước trà 3 năm hòa với 1 muỗng cà phê tương tamari. Chú ý là cho tương tamari vào ly nước rồi mới đổ nước trà sau và khuấy đều. Nước này có tác dụng là khai thông máu, làm tăng máu bầm và có tác dụng như nước biển truyền cho người bị mất nước. Ha ha ha, 问什么的说。